Kênh YouTube Đồ Xưa Lợi Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc nha. Mến chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em có sưu tầm về một số tác phẩm nha, để giao lưu và giới thiệu với bà con của mình. Thì có bộ bàn tròn 9 món ở ghế nghi và bộ lương chúc và một số món đồ gốm 5 bộ cũng như đồ đồng phong thủy để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại em 0772 877278. Và em cũng cảm ơn bà con mình ủng hộ những cái clip vừa qua rất là nhiều nha. Thì đầu tiên hôm nay mã số 1D, một cái bộ bàn nha bà con. Đó, bộ bàn thì nó gồm 8 cái ghế đơn và một cái bàn tròn lớn. Đặc biệt cái bàn tròn này là mình có thể xoay được luôn nha. Đó, thì ghế thì được chạm và cẳng tứ diện, chạm được cẳng tứ diện, gỗ là gỗ gõ, ốc vàng chanh. Thì cái bộ này tuổi đời của nó từ 30 năm nha, tầm từ 30 năm. Đó, cái gỗ của nó vẫn còn nguyên thủy nè. Đó, người ta xài nhiều, cái lau chùi nhiều quá nó sẽ lộ ra cái vết gỗ lên đó, bà con mình nhìn có thể cảm nhận được nha. Đó, xung quanh mặt bàn thì được cẳng nè, cũng như là cúc dây leo và trúc nè, và cây tùng, nhìn rất là đẹp nha bà con. Mặt là mặt đá dân mây nha. Đó, chiều cao của cái bàn này em đo là 80 nha. Đó, cao tổng là 80, còn cái đường kính cái mặt bàn lên tới là 135 luôn nha bà con. Mặt bàn khá là lớn nha. Bàn này nó to hơn những bộ bàn trước mà em giới thiệu với bà con mình luôn nha. Bàn thì có cái diềm này sâu lên đó là nó 14. Đó, bàn này mình có thể xoay được 360 độ, nó chỉ có một cái trụ giữa thôi. Đó, nó chỉ gáp vào một cái mộng là mình có thể xoay được nha. Đó, bà con của mình xem, hàng thì em bao cho bà con mình làm tích liền lạc nha. Đó, chỉ có gỗ và ốc màu nó theo thời gian 5 tháng rồi bà con mình xem nha. Đó, trụ bàn là người ta nguyên một khối. Đó, ba chân là đầu gồng đuôi cá đó nha, ở đầu lăn đuôi cá. Còn cây trụ giữa là hình nguyên một con rồng được chạm đục, quắn nguyên một cây trụ. Đó, rồng thì bà con mình xem nha, từ cái dãy cái vi đó và người ta cẳng ốc lên. Đó, nhìn rất là đẹp nha bà con. Đôi bề dày cái trụ anh này rất là nặng. Trụ này cái độ dày ra của nó nha em đo là 1 tấc. Còn cái đường kính cái trụ giữa nè thì nó lên tới khoảng 25 luôn nha. Cái trụ này cái đường kính ngang em đo ở như thế này khoảng 25 lần. Họ gia cố thì chắc chắn, hàng thì em bao cho bà con mình làm tích. Nó không có lỗi. Đặc biệt cái bộ này mình rất là tiện á, mình về mình có thể tiếp khách á, mình xoay được 360 độ luôn. Đó, cho nên mình ngồi mình ăn uống, mình uống nước trà đãi tiếp khách thì nó cũng rất là đẹp nha. Đó, nó cũng bà con mình xem. Đó. Ghế thì 8 cái ghế đơn nặng nha bà con, 8 cái đơn to lớn nha. Đó, cũng được cẳng ốc và chạm đục tứ diện nha. Đó. Chiều cao ghế thì em đo này lên tới là 108. Chiều ngang của ghế lên tới là 45. Đó, chiều ngang phần tựa lưng. Chiều ngang vị trí ngồi của ghế là lên tới 53 lần nha. Đó, tổng cái chiều sâu là phủ bì luôn là 48. Đó, từ mặt đất trở lên em đo luôn là nó 50. Ở chân này vị trí này em đo chỗ lớn nhất là nó 7 phân. Đó, chỗ lớn nhất nha. Cẳng luôn cả mặt sau lưng nào bà con mình xem. Chạm đục nha. Cái bộ này nói chung nó còn đóng bụi bặm. Đó, em chưa có lau chùi vệ sinh lại nha. Đó, hàng cũ theo 5 tháng. Đó, hàng thì nói chung thì không phải xưa cổ lắm nhưng mà hàng được có cái nó lành tích liền lạc. Nên bà con mình về mình xài an tâm. Bộ này thì giá em giao lưu với bà con mình là 73 triệu nha. Em bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn nha. Đó, 73 triệu. Đó, một cái số đẹp cho bà con của mình luôn. Đó, bà con mình có nhu cầu nhớ kết bạn Zalo, em hỗ trợ tư vấn thêm nữa nha. Đến với mã số 3. Ở số 2 là em có một cái ghế nghi nè. Số 3 là một cái bộ lưng chúc. Đó, thì em sẽ giới thiệu bà con mình là cái ghế nghi này trước, cái nghi thờ nha bà con. Ghế nghi này là chất liệu gỗ gõ đỏ. Đó, được cẳng ốc nè, cái này cũng khá là xưa rồi, ốc vàng chanh theo thời gian khá là xưa nha. Đó. Chiều cao của ghế này thì em đo nó lên tới là 117 nha. Chiều rộng ra của ghế lên tới là 68. Tổng cái chiều dài cho cái nghi thờ này là 127. Đó. Chân ghế nghi chiều dày của nó lên tới là 9 phân mà nha. Diềm thì dày khoảng 2 phân. Được người ta chạm được 4 chân là đều chân bóng đặt trái trâu hết. Diềm giữa này sâu lên tới là 35. Đó. Còn cái độ dày nè, cái độ dày của cái thành này nha. Cái thành mà bàn ghế là 5 phân nha. Đó, thành ghế cho đây dày 5 phân. Đó, cẳng là 3 mặt nha bà con. Đó, hàng thì làm tích nha. Đo lại. Đó, hàng thì làm tích liền là cái thành này là dày 3 phân nha. 3 phân chứ. Đó, 3 phân hả bà con mình xem. Đó, rất là đẹp. Đó, chỉ có cái màu cái ốc nó theo thời gian thôi. Cái này mình vệ sinh lại làm sạch sẽ lên thì sáng bóng lên thì rất là đẹp nha. Thì cái ghế nghi này á, em giao lưu cho bà con mình đó. Có giá là 29.500.000 đồng. Bên em bao ship tận nhà. Đó, bà con mình có nhu cầu thì bên em vẫn có thể làm bóng lên cho bà con của mình luôn nha. Đó. Đến với mã số 3 là em có một bộ lư trúc nào mà rất là đẹp nha bà con. Đó, một cặp đèn hình rồng luôn nha. Đó, bộ lư này thì chất liệu là đồng cũ nha, tầm trên 30-40 năm. Đó, hàng thì lòng tích liền lạc toàn bộ hết, nặng là 19 kg tổng bộ nha. Đó là em đã đo rồi. Đó, bà con mình xem giúp em. Những cái chi tiết là liền lạc của nó là làm rất là nhìn sắc nét nha bà con. Đó, mình kết hợp với những bộ cái nghi này đó, đó thời cúng mình nhìn rất là đẹp, và ấm cúng gia đình luôn nha. Đó, thì em sẽ đo báo kích thước cho bà con của mình. Chiều cao của cái đỉnh lư nha, em đo phủ bì lên tới 55. Chiều ngang cái vị trí này luôn nha là 33. Chiều ngang cái chân đèn lên tới là 52 nha. Ở chiều cao chân đèn là 52. Còn chiều ngang chân đèn này là 26. Đó, độ sâu chân đèn em đo luôn là 20. Còn độ sâu của mà cái đỉnh lư không nha, rồi nó sâu lên tới 26 là nó rất là dày và nặng. Đây bà con mình xem nha, rất là đẹp nha. Cái này mình về á, mình có thể đánh bóng lại. Đó, mình dùng mình đánh bóng lại được nha. Đánh bóng lên nữa thì rất là đẹp. Nói chung cái màu này nó cũng đã theo thời gian 5 tháng rồi. Đó, nó cũng như cái màu đồng, nó theo thời gian nó bị sậm màu xuống thôi. Đánh lên màu đồng nữa thì rất là đẹp nha. Thì bộ này em giao lưu bà con mình giá là 17 triệu. 17 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đó, bộ lư trúc rất là đẹp, mình kết hợp với cái nghi nữa thì rất là hợp lý luôn nha bà con. Đó, bà con mình lấy chọn bộ thì em có thể thương lượng, em giảm chút đỉnh cho bà con của mình được nha. Đến với mã số 4G này là có một bức tranh phu thê nè, bà con mình xem gỗ gõ, ốc này là ốc Singapore. Bà con mình nhìn ốc nó rất là đẹp nha. Đó, đây gỗ miếng giữa là liền tấm luôn. Chiều cao cái bức tranh là em đo 87. Chiều ngang cho cái bức tranh này lên tới là 47 nha. Độ dày khung tranh là hơn 3 phân, tầm 3 phân nha. Tấm giữa nó liền lạc luôn á. Đó, ốc thì không có lỗi lầm chỗ nào. Hàng thì em bao làm tích liền lạc hết. Đấy, đây mặt dán sau lưng cũng được gia cố chắc chắn nha, rất là cứng cáp. Bức này em giao lưu bà con mình giá là 7 triệu em bao ship toàn quốc nha, 7 triệu đồng. Mã số 5 thì em có một bức tranh nữa. Ở đây là một cái bức tranh nói về một cái gia đình rấu và những cái cây trúc nhìn rất là đẹp nha. Đó, bà con mình xem nó tượng trưng là cho cái sự mà của gia đình gấu á, sống bên nhau á bà con, là hạnh phúc nha. Trên thượng dưới quà bà con mình xem rất là đẹp nha. Với cái chiều cao cái bức tranh này thì em đo nó lên tới 60. Tổng cái chiều dài cho bức tranh này là 126,5 nha, tính 126 nha. Dày khung tranh là 3 phân, miếng giữa liền tấm, ốc này cũng là ốc Singapore. Đó, những chú gấu cho tới những cây tre cây trúc nhìn rất là đẹp. Đó, dán thì nó không có nước xé, làm tích không gãy đắp giá nha. Đặt mặt sau lưng luôn cho bà con mình xem luôn nha. Đó, bức này em giao lưu bà con mình là giá 8 triệu đồng bao ship toàn quốc nha bà con, 8 triệu đồng. Rồi mã kế tiếp số 6 là em có là một cái pho tượng nè, pho tượng là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, bà con mình quan hỷ. Chất liệu cũng là đồng cũ nha. Đó, nhiều tay nhiều mắt nha. Chiều cao này thì em đo lên tới là 33, chiều ngang là 27. Đó, chất liệu đồng cũ nha. Đó, bà con mình hữu duyên quan hỷ. Đây bà con mình xem giúp em. Đó, rất là đẹp nha, mặt trước mặt sau, ngồi trên đài hoa sen. Pho tượng này có giá thì em giao lưu 4.500.000, 4.500.000 đồng nha. Và đến với mã kế tiếp số 7 em có một cái pho tượng gia đình nai nữa nè. Đó, bà con mình xem nha. Đó, cũng là bằng đồng cũ luôn. Chiều cao tổng em đo 33 với chiều dài là 38 nha. Chiều ngang thế này là 13. Pho này thì em giao lưu hôm nay giá hữu nghị cho bà con của mình luôn là 2.500.000 đồng thôi nha, 2.500.000. Đến với mã tiếp theo thì em có một cái đỉnh lư kỳ lân, mình về mình đốt sông Trầm nha bà con. Đó, chiều cao thì em đo 24, chiều ngang là 20. Ở chiều sâu ra là 11 nha. Đó, đây rất là đẹp, bằng đồng cũ, mình về mình có thể chà đánh bóng lên thì rất là đẹp nha. Đó, bà con mình xem bên trong thì không có xi măng hay ba giới gì hết. Cái bộ đỉnh lư này em giao lưu giá bà con mình là 2 triệu đồng. Đó, bà con mình về mua trầm hương về đốt nha. Đến với mã số 9G là em có một cặp, đây là một cặp tỳ hưu là bằng đồng nữa nè, tỳ hưu phong thủy nha bà con. Ở giữ tiền tài cho gia đình mình nha, một loại linh vật từ xưa đến nay. Với chiều cao tổng thì em đo 20, tổng cái chiều dài em đo 24 nha, chiều sâu ra là khoảng 8 phân. Đôi này cũng khá là nặng, 5-6 kg vậy lần á. Đó, đồng là đồng cũ thôi. Đó, để bà con mình xem nha. Cặp này giá em giao lưu là 3.800.000 đồng nha, 3.800.000. Tiếp theo là mã số 10, em có một cái thố vẽ tích kỳ lân nữa nè. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, hàng vẽ kỹ thuật nha bà con. Nó nhìn những cái đường vẽ là nhìn mình có thể cảm nhận được độ vẽ sắc nét rất là đẹp. Cao 15, hoành bụng này em đo 41 nha, hàng lành tích sạch sẽ. Đó, rất là sạch luôn. Đó, hàng này hàng cũ thôi chứ không phải cổ ngày xưa nha. Cái chiếc thố này em giao lưu có giá là 400.000 đồng nha, 400.000. Tiếp theo này là mã số 11D, em có một pho tượng là ông Thọ nè, tay cầm trái đầu tiên nha. Lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười hết nha bà con. Mình sưu tầm ông Thọ về trong nhà, lúc nào mình gặp ổng cũng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười hết. Tổng cái chiều cao thì em đo là 40 nha. Hoành bụng của ổng lên tới là 87 lắm. Ở ngoài to bự lắm nha. Đây là gốm Biên Hòa, trên lưng là phát một chiếc áo bách hoa bà con mình xem nha. Pho tượng này là gốm Biên Hòa, nói chung là tuổi đời nó cũng 30-40 năm trở lên nha. Đây. Không để cho bà con mình giá 2,5 triệu nha bà con. Hàng thì em bao chuẩn bà con mình, không có bị mẻ, tóc gió gì nứt gì hết nha, cũng không có đắp xử lý luôn. 2.500.000 đồng bên em bao ship tặng nhà bà con mình hữu duyên. Đến với mã tiếp theo số 12 là một cái bộ ấm trà, được người ta cái tết là bách hoa luôn. Và cái bộ ấm trà này thì nó gồm 6 cái ly lớn, một cái thố đựng trà và một cái ấm trà to, cả một cái khay, nó nhiều món lắm nha. Chiều cao tổng em đo lên tới là 28, đường kính cái mâm trà này không là 36 luôn nha. Thì ly này cũng khá lớn nè, mỗi cái ly thì có chiều cao lên tới 7 phân. Ấm trà thì cao em đo 16, tổng cái chiều dài cho cái ấm trà này là 22. Còn thố trà này thì cao nó khoảng 12 đi. Đây bà con mình xem thố trà đây. Rất là đẹp nha. Mang cái tính chất xưa cũ Nam Bộ nha. Đẩy cái nắp ngay lại cho bà con. Ly thì cũng khá là lớn. Ly cũng khá là lớn nha. Đây, ly thì rất là to. Ấm cũng rất là lớn nè. Nguyên bộ combo này của nó luôn, làm đất tiền lạc, mang hai da. Cái khay mình có thể để nó gõ nước xuống á. Bà con mình xem trong đế luôn, hàng cũng em bao chuẩn bà con của mình. Nguyên bộ như thế này em giao lưu cho bà con mình có giá là 3.600.000 nha, 3.600.000 đồng. Tiếp theo đến với mã 13 em có một cái đĩa đám cưới chuột, cũng là gốm Nam Bộ luôn. Bà con mình xem rất là đẹp nha, một cái gia đình chuột nha, họ đang trên đường đi rước dâu á. Với cái đường kính đĩa này á, thì em đo nó lên tới là 54 lần. Cái đĩa này khá là to, cao là 7 phân, cũng rất là dày. Đĩa này em kèm tặng cho bà con mình thêm cái đế nha bà con. Hàng đĩa lớn thì em sẽ tặng kèm có đế bà con mình, về mình trưng bày mình dựng lên như thế này nha. Mấy cái men này thì nó cũng đã theo thời gian 5 tháng hết rồi. Hàng đi ti gần không cổ không xưa lắm, nhưng mà hàng em bao nó lành tích liền lạc nha bà con. Nó cũng vài chục năm thôi nha, thập niên 90-80. Cái này giá em giao lưu bà con của mình là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng, đường kính nó lên tới 54 lần nha. Đến với mã tiếp theo 14 là một cái đĩa tàu vẽ tay. Bà con mình xem nha, tích này giống như là một cái tích tam quắc vậy nha. Với cái đường kính đĩa này thì em đo lên tới là 43, cao của đĩa là 6 phân, bên ngoài cũng có vẽ nè, hình những cái tích người lính này nha. Khá là đẹp. Đây chuẩn hàng vẽ tay 100% luôn, một đế chữ 6 chữ. Đĩa này thì giá em giao lưu bà con mình là 1.700.000 nha, hàng em bao làm tích ở liền lạc. Về bà con mình khui ra kiểm tra hàng, có vấn đề gì liên hệ bên em nha. Thì khi trên vấn đề và trên đường vận chuyển á, shipper thì khi vận chuyển tới lui nó bị sức mẻ thôi. Đến với mã 15 thì em có một cặp bình tùng nai, tùng nai rất là đẹp. Hàng này cũng là hàng vẽ kỹ thuật luôn. Hàng này nói chung là hàng em bao sạch sẽ làm tích liền lạc, nó hàng cũ thôi nha. Với chiều cao tổng thì em đo 48, đường kính miệng 20, hoành bụng này lên tới 81. Vẽ là khỏi chê vào đâu nha bà con. Hoa văn họa tiết, chôn đế đây, một chữ là mã. Một cặp này em giao lưu bao ship tặng nhà bà con của mình có giá là 2.900.000 nha. Bình ngoài bình to lắm nha bà con, 2.900.000. Thì đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đồ Xưa Lợi Nguyên xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã theo dõi kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn lại bà con mình vào những clip kế tiếp. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nhé bà con.